Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì nhà vườn em chuẩn bị giao đi một lô cây nhỏ thân gỗ cho một anh khách ở trong Hồ Chí Minh nhé. Vậy thì hôm nay nhà em sẽ quay cho các bạn xem các size chi tiết hiện tại nhỏ thân gỗ có sẵn ở vườn em các bạn nhé. Đầu tiên thì đứng cạnh em đây là một cây nhỏ thân gỗ được quý trưởng thành các bạn nhé. Rất nhiều hoa, nhiều trái đang nở rộ sum suê ra. Các bạn có thể thấy là từ gốc xuê đỉnh ngọn của chúng là rất là nhiều, rất là size này. Các nơi hoa của chúng đang nở bung ra rất là sai các bạn này. Đấy, một màu trắng tinh như sữa, vô cùng đẹp mắt các bạn nhé. Đây, các nơi hoa của chúng này, một cành như này thôi thì đếm sơ lược khoảng tầm là 10 đến 20 trái rồi. Tỷ lệ đậu của chúng rất là cao, dễ dàng đậu, dễ trồng, dễ chăm sóc. Giống nho thân gỗ này thì thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nước ta các bạn nhé. Cây trưởng thành như này thì chúng sẽ có chiều cao khoảng tầm là 1m7 đến 1m8 tính từ mặt bầu tính lên, cành tán sum suê. Đã được bên nhà em cắt tỉa, kéo cành kéo tán rất là gọn gàng rồi các bạn thấy không? Cành tán của chúng rất là dẻo dai các bạn nhé. Cành tán hiện tại là thông thoáng sum suê. Sau mới thu hoạch thì nhà em sẽ tiến hành cắt tỉa đi một lượt làm sao để mà bộ rễ cũng như là bộ tán của chúng thông thoáng nhất để cây đậu quả các bạn nhé. Đây cây này, này mặt sau cây các bạn nhé, được cái tán của chúng thì vào khoảng tầm là 2m đến 2m2. Đây này rất là sai, sai hoa sai quả. Một vụ một cây trưởng thành như này thì có thể cho thu hoạch khoảng tầm là 100 đến 200 trái các bạn nhé, rất là sum suê. Cây này thì được nhà em nhập khẩu nguyên trực tiếp nguyên cả bầu về, bộ rễ chắc chắn to ổn định rồi. Đấy, được kinh gốc của chúng thì vào khoảng tầm là từ 8 đến 10 phân nữa nhé, rất là to này. Đấy, loại này về các bạn có thể là tiến hành cho ôm đá hoặc là lên bonsai đều được nhé. Đấy, trực tiếp cả bầu về, bầu rễ trong vận chuyển thì quấn cái bầu vào thì rất là chắc chắn ổn định, các bạn cứ an tâm thôi nhé. Nhà em thì có thể là vận chuyển giao hàng trên toàn quốc. Hiện tại thì những cái nho tứ quý hàng trưởng thành như này nhà em đang cung cấp với giá là 6,5 triệu một cây các bạn nhé. Đấy, bao ship vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn, rất là sai và sum suê. Ngoài những dòng cây to ra thì hiện tại nhà em còn cung cấp thêm hai size nữa. Đấy, một size thứ nhất của dòng nho thân gỗ 12 vụ nhé, size này là size trai, nhà em mới về đã bắt đầu cho ra những nứa hoa nó quả đầu tiên rồi các bạn nhé. Để em quay sát cho các bạn xem này. Đấy, một cây như này thôi thì được khoảng tầm gần 3 năm tuổi đã bắt đầu cho ra những nứa hoa bói này. Đấy, cây này thì chúng sẽ có chiều cao khoảng tầm là 1m3 1m4 các bạn nhé. Đấy, bầu rễ rất chắc chắn, nhập khẩu nguyên trực tiếp về. Để em nhắc cho các bạn xem này. Đây, bầu rễ của chúng này, rễ đâm ra rất là sai và nhiều. Đây các bạn nhé. Này về các bạn chỉ cần sạch cái lớp bầu ra, chúng ta có thể là sang chậu vào trong đất để được rồi nhé. Cây nào của đấy đều ra hoa hết rồi. Đây, hoa hết rồi nhé, hoa rất là sớm này. Đây, một vài cây thì đã cho những quả cũ rồi nhé. Dòng này thì hiện tại nhà nó cung cấp với giá là 700 ngàn đồng một cây rồi nhé. Nhỏ thân gỗ 12 vụ, quả khi chín và màu đỏ tươi nhé. Số lượng rất là nhiều các bạn này, cây nào có đấy hiện tại thì đều ra hoa đấy, hết rồi. Đấy, hoa lá đậu rất là nhanh thôi. Đây gọi này, tuổi này thì bắt đầu là chớm, bắt đầu ổn định ra hoa đậu quả rồi nhá. Rất là sai hoa sai trái các bạn này, chiều cao khoảng tầm 1m3 1m4, cành tán sum suê. Đấy, số cây thì đậu rất là sai các bạn này. Đấy, hoa nứa quả của chúng này, quả khi chín màu đỏ tươi nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Dòng nho này thì cũng là một trong những loại nho mà được rất nhiều người ưa thích lựa chọn, bởi vì mẫu mã của chúng mà màu đỏ tươi, tượng trưng sự phú quý, may mắn và an khang nhé. Rất là sai. Ngoài những dòng cây nhỏ vừa vừa như này thì nhà em cung cấp thêm một size nữa, size cây to trưởng thành khoảng tầm 6 đến 7 năm tuổi của dòng nho thân gỗ 12 vụ gọi nhé. Đây gọi này, dãy như này. Đấy, chúng thì có chiều cao dao động khoảng tầm là 1m7 1m8 gọi nhé. Những cây này rất là già cây rồi, cho nên là chúng sẽ ra hoa đậu quả rất là liên tục thôi gọi nhé. Để một số cây như này. Các bạn nhé, các nứa hoa của chúng ở thân này, thân sai hoa từ gốc cho đỉnh ngọn luôn, kéo dài ra. Đấy, các bạn về trồng thì khoảng tầm là 2-3 tuần nữa thôi là chúng sẽ hình thành những quả nhỏ nhỏ rồi nhé. Dòng này thì được cái gốc của chúng trung bình dao động khoảng tầm là 5-6 phân, rất là đều ổn định rồi. Đấy, các nứa hoa, số quả của chúng này, đấy, màu đỏ tươi như này đấy nhé, rất là nhiều. Đấy, cây nào của đấy thì cành tán để sung xuê hết rồi. Đây, đấy, thoát thân đẹp, dáng chi. Đấy, con nứa quả ngon nhỏ ni tin như này, cành tán này. Để các bạn kéo cành kéo tán ra, rất là phù hợp để trồng các bạn nhé. Bên nhà em cũng nhập khẩu trực tiếp về, số lượng thì rất là nhiều. Hiện tại thì dòng những cây trưởng thành như này em cung cấp với giá 2,5 triệu một cây các bạn nhé. Bao ship vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn, số lượng cũng như giá thành đảm bảo tốt nhất trên thị trường hiện nay các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu muốn sở hữu sưu tầm các dòng nho thân gỗ, nho thân gỗ tứ quý, nho thân gỗ 12 vụ, để liên hệ trực tiếp nhà vườn Lý Hòa nhé. Số điện thoại Zalo bên em là 092 692 2886. Địa chỉ vườn em nằm ở phố Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nhé.